Xin chào anh Đặng Ngọc Thông và xin chào các bạn. Video này em test hàng cho anh Đặng Ngọc Thông ở Nghệ An. Anh đặt hàng bên em là một mạch Bluetooth. Lấy giá gì liền chia. Rồi như vậy là em vừa mới kết nối thành công với nó. Thì video này em sẽ test hàng cho anh. Anh vào phần kết nối và cài đặt Bluetooth. Anh kết nối với thiết bị có tên là Bluetooth. Sau đó bây giờ em sẽ test hàng cho anh nhé. Hiện tại em đang kết nối với là mạch khuếch đại 420W mono để test hàng cho anh. Chạy này. Tăng nhạc lên này. Ở đây chúng ta muốn tăng âm lượng trên bàn phím này có chữ vôn cộng nằm đây. Chúng ta nhấn giữ. Đây là hết công suất của nó. Tăng lên này. Rồi ok, như vậy là chức năng của sản phẩm hoạt động bình thường. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để gửi hàng cho anh nhé. Giá sản phẩm này hiện tại bây giờ là 140.000. Bạn nào có nhu cầu mua hàng các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.com để đặt hàng. Hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Zalo hoặc là qua số điện thoại như trên tiêu đề video nhé. Rất cảm ơn anh Đặng Ngọc Thông đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin chúc anh luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.